Xin chào cả nhà nha. Hôm nay Hạnh sẽ vào bếp chia sẻ với cả nhà cái món bánh đúc nóng á cả nhà. Món này thì là món ăn nổi tiếng của người miền Bắc luôn. Và vào những cái ngày mà trời se lạnh á, trời mưa đó, mà mình có một cái chén bánh đúc nóng hỏi vừa thổi vừa ăn như thế này thì rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn á cả nhà. Bánh này thì mình sẽ ăn với lại thịt xay xào lên nè, rồi có thêm trứng cút nè, mỡ hành, hành phi, đậu xanh, rất là nhiều cái topping hấp dẫn luôn. Và đặc biệt là mình ăn với lại cái nước mắm nóng mà pha loãng mình chan ngập ở trong cái bánh này luôn. Nó sẽ hơi khác so với cái bánh của người miền Nam một xíu xíu ha. Mình sẽ cho thêm mỡ hành lên nè cả nhà. Đó, cả nhà thấy hấp dẫn chưa? Rồi mình sẽ thêm cái phần đậu xanh vào nữa. Ngò rí nè, hành phi, trứng cút. Mình sẽ chan ngập nước mắm luôn. Thích ăn cay thì mình sẽ cho thêm một ít ớt nữa ha. Bây giờ thì cơm quê miền Tây mời cả nhà mình cùng vào bếp để cùng làm bánh đúc nha. Để làm cái bánh đúc quá thì mình không thể thiếu bột được cả nhà. Để cho cái bánh nó đạt cái độ dai, giòn, dẻo thì mình cần phải trộn nhiều loại bột với nhau. Thì nếu như mình mua được cái loại mà tinh bột gạo thì mình dùng cái tinh bột gạo cả nhà ha. Cái tinh bột gạo thì nó sẽ ngon nhất luôn. Nhưng mà hôm nay thì Hạnh, chỗ của Hạnh thì không có tìm được mua được cái tinh bột gạo cho nên là Hạnh dùng cái bột này. Bột này là bột gạo lọc của Sa Đéc nè. Bột này thì chuyên dùng làm bánh bò, bánh giò. Bánh canh rồi này kia đó thì nó cũng sẽ cho cái độ dai tương tự như cái tinh bột gạo nha. Gói này 1 kg nhưng mà lát nữa mình sẽ dùng 500 g thôi. Ngoài ra thì mình còn thêm bột năng nè và một ít bột nếp. Bột năng sẽ tạo cho bột bánh mình nó có cái độ dai, bột nếp sẽ tạo cho bánh mình có cái độ dẻo. Không thể thiếu thịt bằm. Ở đây thì Hạnh có 300 g thịt đã xay sẵn rồi nè cả nhà. Mình sẽ chọn cái thịt vừa có nạc vừa có mỡ để cho cái món bánh của mình á, khi ăn á, nó sẽ thịt nó ngon mềm béo ha, không có bị khô sảm. 30 g nấm mèo. Hạnh đã cho nước vào mình ngâm cho nó mềm ra nè, để lát nữa mình làm cho nó nhanh nha. Rồi 100 g đậu xanh không có vỏ, cũng ngâm nước cho nó mềm luôn. Hành phi. Hành phi thì mình có loại phi sẵn thì mình dùng, không thì mình sẽ xắt hành ra mình phi nha. Thêm 20 cái trứng cút nữa. Cái này những cái topping đi kèm này nè, tùy thích mình thích cái gì nhiều thì mình cứ cho nó tăng lên, không có sao hết. Ngoài ra thì mình còn có ngò rí nè, và thêm một ít hành lá để làm mỡ hành nữa. Lát nữa thì anh sẽ mang hành lá sau. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đi pha bột. Mình sẽ cho vào trong thau là 500 g bột gạo, 140 g bột năng, 40 g bột nếp để cho cái bánh của mình nó dẻo ngon hơn. Để cho cái bánh của mình nó không có bị lạc á, thì mình sẽ cho muối thêm vào. Sẽ cho 1 muỗng cà phê muối đầy. Rồi mình sẽ cho vào trong này là khoảng chừng 2 lít 7 cho tới 2 lít 8 nước ha. Tùy theo cái gạo của mình á, cái bột của mình nó cũ hay mới mà mình sẽ gia giảm cái lượng nước cho phù hợp nha. Bột cũ thì nó sẽ hút nước nhiều hơn một tí thì mình phải cho nước nhiều hơn. Bột mới thì nó hút nước ít thì mình sẽ giảm cái lượng nước lại. Mình cho tầm khoảng 2 lít 7, 2 lít 8, 2 lít 9 tùy theo. Ở đây thì Hạnh sẽ cho khoảng chừng 2 lít 7, 50. Rồi mình sẽ khuấy cho cái hỗn hợp của mình nó tan hết ra. Sau khi mà mình hòa tan cho bột nó tan hoàn toàn rồi thì mình sẽ để yên bột ở đây để cho nó lắng ha. Lát nữa mình sẽ lọc cái nước trong đi, bỏ đi. Trong thời gian chờ bột lắng thì mình sẽ đi luộc trứng cút nè. Trứng cút sau khi lột xong thì mình sẽ lột vỏ và chẻ đôi hoặc là để nguyên tùy thích nha cả nhà. Chẻ đôi thì mình nhìn nó sẽ hấp dẫn hơn. Mình sẽ đi xay hành tỏi để mà mình xào cái phần thịt ha. Khoảng chừng 2 củ hành và 4 tép tỏi. Còn nấm mèo thì mình cũng xay nhuyễn luôn. Nếu không có máy xay thì mình sẽ băm nhuyễn ha. Mình có thể thêm cái phần nấm hương cho cái trộn chung với cái nấm mèo này nữa. Nấm mèo mình cho vào cói và xay nhuyễn như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ đi xào nhân.
Đậu xanh sau khi mà ngâm mềm và vo sạch rồi thì mình sẽ cho vào trong nồi nấu nè. Mình thêm vào trong đậu 300 ml nước và khoảng 1 phần tư muỗng cà phê muối. Mình nấu đậu với lửa nhỏ. Trong khoảng 15 phút thì đậu nó sắp mềm rồi nè cả nhà. Bây giờ thì cái nước ở trong nồi nó cũng cạn bớt rồi. Mình sẽ vừa nấu vừa khuấy như thế này nè, để cho cái đậu của mình nó nát ra. Mình khỏi phải xay ha, mình chỉ cần khuấy cho nó hơi nhuyễn nhuyễn là được rồi. Nó còn nóng ở trên bếp như thế này nè thì mình tán nó rất là dễ nhuyễn. Mình đánh nó trên bếp tầm khoảng 5 phút nữa cho cái đậu của mình nó nhuyễn và nó ráo hết nước như thế này thì mình tắt bếp được rồi cả nhà ha. Cho đậu sang một bên. Mình sẽ đi xào nhân. Mình cho vào trong chảo khoảng chừng 3 muỗng canh dầu ăn ha. Mình cho cái phần hành tỏi mà nãy mình xay nhuyễn vào. Hành tỏi vàng thơm thì mình sẽ cho cái phần thịt bằm vào. Mình xào thịt với lửa lớn á. Thịt hơi săn lại thì mình sẽ cho cái phần nấm mèo xay nhuyễn vào luôn. Mình sẽ nêm gia vị cho thịt ha. Cho 2 phần 3 muỗng cà phê hạt nêm. 1 phần 4 muỗng cà phê bột ngọt. 2 muỗng cà phê đường. Mình xào cho phần thịt này nó chín nè và nêm nếm gia vị vừa ăn theo khẩu vị của gia đình mình rồi thì mình cũng tắt bếp luôn. Mình đi xắt nhuyễn hành lá để làm mỡ hành. Xắt xong thì mình sẽ cho hành vào tô nè. Thì tùy theo cái nhu cầu ăn của gia đình mình thì mình sẽ làm ít hay nhiều ha. Nhà anh thích ăn mỡ hành nên mình làm một tô luôn nè. Mình sẽ cho vào trong tô hành một muỗng canh đường, một muỗng canh vung ha. Một phần ba muỗng cà phê muối. Hai muỗng canh dầu ăn. Mình có thể trộn đều lên rồi cho vào trong lò vi sóng nè. Thì mình sẽ có được mỡ hành ha. Còn không thì mình sẽ cho hai muỗng canh dầu này lên cái chảo, cái nồi nhỏ gì đó. Mình đun sôi lên rồi mình chế vào trong cái phần hành này. Thì mình cũng sẽ có được mỡ hành xanh ngon nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong lò vi sóng khoảng chừng 40 giây. Sau 40 giây thì mình đã có cái tô mỡ hành xanh ngon như thế này nè cả nhà. Và không có bị nhiều dầu nha. Món bánh đúc này thì mình ăn nóng nó mới ngon. Kể cả nước mắm thì mình cũng phải nấu cho nó nóng lên à. Cho nên là mình sẽ đi nấu nước mắm nha. Mình cho vào trong nồi khoảng 200g đường. Một 100ml nước mắm, 600ml nước lọc. Nước mắm ăn cho cái món này thì mình chan nhiều cho nên là mình sẽ pha nước mắm nhạt ha. Rồi mình bật bếp lên nấu cho cái phần nước mắm này nó sôi lên, nó tan hết đường. Mình nấu cho cái nước mắm của mình nó sôi bùng lên là mình tắt bếp được rồi ha. Mình nêm nếm lại theo khẩu vị của gia đình mình, tùy theo cái nước mắm của mình độ đạm cao hay thấp mà mình tùy điều chỉnh nha. Thì cái nước mắm này nó sẽ có cái vị ngọt, ngọt lẹt đó cả nhà. Còn nước mắm sau khi mà mình chờ cho nó giảm cái độ nóng rồi thì mình sẽ cho vào trong này là một trái tắc nhỏ nhỏ cả nhà. Mình quậy đều lên ha. Cái phần bột hồi nãy giờ mình để cho nó lắng á thì nó sẽ có một cái lớp nước trong ở phía trên này nè cả nhà. Mình sẽ hớt bỏ cái lớp nước trong này. Mình hớt thì mình sẽ nhớ là mình đựng lại ha. Mình cho vào trong cái ca hay cái gì mà mình có thạch chia để mà lát nữa mình bù lại cái lượng nước mà mình bỏ ra nè. Múc nhẹ nhàng thôi cho cái phần bột đừng có bị móc bóc lên. Mình lấy ra một lít nước nè cả nhà. Mình sẽ đổ bỏ cái nước này rồi mình cho lại một lít nước mới vào. Đầu tiên thì mình sẽ bật lửa lớn ha và khuấy liên tục đều tay. Mình khuấy đến khi mình thấy cái chảo bột của mình đã nặng tay và nó lổn ngổn như thế này cả nhà. Vừa có nước vừa có cái như thế này thì mình sẽ giảm lửa về trung bình ha và vẫn tiếp tục khuấy nha. Khuấy bột này thì mình nên dùng cái nồi hoặc là cái chảo không dính đó thì mình khuấy nó sẽ dễ hơn.
Khuấy thêm 3 phút nữa thì cái bột nó đặc như thế này nè. Bây giờ mình sẽ cho dầu từ từ vào ha cả nhà. Tùy theo mình thích ăn cái bột mình mềm nhiều hay mềm ít ha, mà mình sẽ cho dầu ít hay nhiều. Nếu như mà mình ăn mà mình không thích dầu mỡ thì mình có thể cho 60ml dầu. Còn mình thích cái bánh của mình nó mềm, nó mướt, bóng bẩy giống như là người ta bán ở ngoài tiệm á, thì mình sẽ cho 100ml dầu luôn. Cho dầu vào thì mình sẽ tiếp tục khuấy cho cái bột này nó thành một khối đồng nhất với nhau ha. Mình khuấy, mình nhìn thấy cái chảo bột của mình nó trong lại như thế này nè cả nhà. Và khi mà mình nhấc bột lên thì bột nó đứt dễ dàng, là nó không có bị dính với nhau á. Thì bột nó đã chín rồi và mình có thể thử ăn thử ha. Thì ăn thì mình thấy là cái bột của mình nó mịn, nó không còn nhám nhám cái bột nữa, là bột nó đã chín nha. Tổng cộng cái lượng, cái thời gian mà mình khuấy cái lượng bột này là 15 phút đó cả nhà. Đó, thì bây giờ bột nó chín dẻ như thế này rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị những cái nguyên liệu để ăn kèm. Tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong rồi, và bây giờ mình sẽ cho bột ra chén nè. Cái phần bột này thì thường khi mà mình khuấy ở trong cái nồi cả nhà, thì mình sẽ giữ nóng bằng cách là mình cho cái nồi nhỏ mà đựng bột vào trong một cái nồi lớn hơn có đựng nước sôi ha, và mình để trên bếp cho nó sôi hoài, kể cả cái nồi nước mắm cũng vậy luôn. Người ta bán thì người ta sẽ làm như vậy đó cả nhà, để giữ cho cái bột nó nóng á, vì cái món này là món bánh nút nóng. Đó, mình sẽ cho bột ra chén như thế này. Thật ra thì ở hàng quán thì người ta sẽ không có cho nhiều bột đâu cả nhà, một cái chén nhỏ thôi. Món này thì là cái món đặc trưng của miền Bắc á. Xong rồi bây giờ mình sẽ cho thịt vào. Thịt hạnh xào hôm nay thì nó hơi khá nhiều cái phần nấm mèo á, mình có thể giảm cái phần nấm mèo xuống ha. Xong rồi mình sẽ cho một ít đậu xanh lên nè. Rồi mỡ hành, trứng cút, mình sẽ cho thêm trứng cút vào. Thêm một ít ngò rí nữa. Hành phi. Ăn cay thì mình sẽ cho thêm ớt bằm nữa nè, cho nó hấp dẫn ha. Bây giờ thì cái chén bánh đúc của mình nó đầy đủ màu sắc luôn rồi đó cả nhà. Rồi mình sẽ chan cái phần nước mắm nóng lên. Bánh này thì mình chan nhiều nước mắm lắm cả nhà, mình chan ngập luôn á. Cho nên là cái phần nước mắm mình không có làm mặn ha, mình làm ngọt ngọt lạt lạt. Như vậy là Hạnh đã chia sẻ xong cái món bánh đúc nóng của người Bắc rồi đó cả nhà. Hạnh cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video nha. Nếu thích món ăn này thì cho Hạnh xin một nút like, đăng ký cũng như là chia sẻ giới thiệu kênh đến người thân bạn bè, để Hạnh có động lực chia sẻ thêm nhiều món ngon lạ hấp dẫn hơn nữa đến cả gia đình mình nha. Món bánh này thì rất thích hợp cho vào những cái ngày mà trời se se lạnh nè cả nhà. Trời lạnh thì mình có một chén bánh đúc nóng hổi vừa thổi vừa ăn là bao ngon, bao tuyệt vời luôn. Hạnh xin chào cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau. Chúc cả nhà có một ngày cuối tuần cũng như là những ngày cuối năm thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc.